Thành Trúc kính chào quý vị. Đến với bản tin Hòa Thịnh Đốn hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019 gồm có hai phần. Phần đầu là IV News với Minh Thúy. Trong phần 2 là phóng sự cộng đồng. Kính thưa quý vị, hôm nay 27 tháng 3 năm 2019 là sinh nhật tướng Lê Văn Hưng. Để kính nhớ người anh hùng đã hy sinh nằm xuống trong cuộc chiến oanh liệt chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Thanh chúc kính mời quý vị theo dõi tài liệu về tướng Lê Văn Hưng qua IV News với Minh Thúy. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, mùa hè đỏ lửa năm 1972 phải nói đó là một mùa hè, thời gian dài như một thế kỷ đối với người dân miền Nam Việt Nam, cũng như những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại mặt trận Bình Long An Lộc năm 1972 cũng như tại hai mặt trận Quảng Trị và Khâm Tâm, quân Cộng sản Bắc Việt đã bị những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của các đơn vị nhảy dù, biệt động quân, biệt cách nhảy dù và đặc biệt với sư đoàn 5 bộ binh dưới quyền chỉ huy của tướng Lê Văn Hưng, anh Dũng đánh lui toàn bộ quân Cộng sản Bắc Việt. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng sinh ngày 27 tháng 3 năm 1933 tại gia đình xuất thân khóa năm sĩ quan trừ bị Thủ Đức, mãn khóa vào tháng Giêng năm 1955. Sau ngày ra trường, ông đã có một thời gian dài chiến đấu tại chiến trường miền Tây qua các chức vụ, chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Năm 1966, ở cấp thiếu tá, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 31 bộ binh. Cũng trong năm 1966, ông được các phóng viên chiến trường vinh danh là một trong ngũ hổ miền Tây, cùng với bốn sĩ quan khác là Đại úy Sư đoàn 21 Bộ binh Hồ Ngọc Cẩn, Thiếu tá Biệt Động Quân Lưu Trọng Kiệt, Thiếu tá Biệt Động Quân Nguyễn Văn Huy, Đại úy Sư đoàn 21 Bộ binh Dương Văn Trổ. Năm 1968, với cấp bậc trung tá, ông đã chỉ huy trung đoàn trưởng trung đoàn 31 bộ binh, lập nhiều chiến công tại chiến trường Hậu Giang, và được thăng cấp đại tá. Giữa tháng 6 năm 1971, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh. Hơn 9 tháng sau, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Cho đến ngày 3 tháng 9 năm 1972, ông được giữ chức vụ tư lệnh phó quân khu 3. Một năm sau thì chuẩn tướng Hưng được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Cuối tháng 10 năm 1974, Ông đảm nhận chức vụ Tư lệnh phó quân đoàn 4 và đã tự sát vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Cần Thơ. Trong hơn 2 tháng chỉ huy lực lượng Việt Nam Cộng hòa tại mặt trận An Lộc, người anh hùng An Lộc, chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã cùng với chiến sĩ các cấp giữ vững phòng tuyến tỉnh lỵ Bình Long. Tướng Lê Văn Hưng tự hạn chế mọi tiện nghi riêng cho sự sống còn của Bình Long, vì ông cho rằng nếu không còn mạch điện cung cấp cho hệ thống liên lạc, thì An Lộc sẽ bị thất thủ tức khắc. Tướng Hưng chỉ sử dụng một máy phát điện, hai máy phát điện còn lại phòng hờ cho trường hợp máy đang phát bị trúng đạn pháo kích. Tướng Lê Văn Hưng và tướng Nguyễn Khoa Nam là hai vị tướng đã ba lần từ chối mời di tản sang ngoại quốc của viên cố vấn Hoa Kỳ, cường quyết ở lại tử chiến, bảo vệ mảnh đất quê hương. Theo một số tài liệu tại Hoa Kỳ khi nhắc đến chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tên của ông thường được nhắc đến cùng với câu nói nổi tiếng của ông liên quan tới trận chiến An Lộc năm 1972, đó là Tôi sẽ sống chết cùng với An Lộc. Tướng Lê Văn Hưng qua bài viết của tác giả James E. Parker Jr. ghi lại Trong suốt thời gian về làm việc tại vùng châu thổ sông Kiểu Long, tức là vùng bốn chiến thuật, nhất là tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Tác giả trong vai trò Case Officer của CIA nên luôn có dịp gặp tướng Hưng. Ngày đầu tiên diễn kiến với tướng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, tác giả hơi thấy làm lạ về cách đánh giặc và điều quân của tướng Hưng là thủ nhiều hơn công. Đôi khi hai bên trao đổi và thảo luận về kế hoạch quân sự trong vùng. Tại sao lại đánh một trận chiến đang thua? Tác giả thắc mắc thì tướng Hưng cười và nói tôi đâu có sự lựa chọn nào khác rồi ông chậm rãi nói tiếp đây là đất nước của tôi trong trận chiến vào sáng sớm ông thường đắp trực thăng đi thị xác và trao đổi với các đơn vị trưởng ở địa phương trở về họp tổng kết tại bộ chỉ huy sư đoàn và thỉnh thoảng họp khẩn về ban đêm tướng Hưng tin rằng cuộc chiến đấu thật sự cho vùng châu thổ đang diễn ra ở những nơi khác có thể là trong các buổi họp tại Sài Gòn hay là Washington. Ông là một người theo đạo Phật, ông tin vào định mệnh và nhân quả. Những gì đang xảy ra đều là có sự an bài và xếp đặt trong vũ trụ theo luật nhân quả. Vào tháng 2 năm 1975, do yêu cầu của cấp trên từ Cần Thơ và Sài Gòn, tướng Hưng đã ra lệnh tấn công một lực lượng quân sự trọng yếu của Cộng sản tại Mạng Đông, tỉnh Chương Thiện, một mật khu lâu đời trong rừng U Minh. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất và cực khổ nhất của Tấn Hưng, với những điều kiện khó khăn và phương tiện hạn hẹp. Chỉ còn cách tấn công địch theo lối liệu cơm gấp mắm. Thiếu hụt đủ thứ, phi vụ không quân hạn chế nên không vận chuyển kịp thời các quân cụ, khí giới nặng, điều động nhanh các đơn vị chiến đấu tấn công thần tốc. Quân đội Hoa Kỳ tuy để lại nhiều súng đạn đại bác, nhưng thiếu đạn, nhiều mình claymore nhưng không có đủ bộ phận kích hỏa, còn nhiều loại đạn dược nhưng lại không có ngòi nổ. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ huy tài giỏi, sự can cường và thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Cộng sản Bắc Việt đã bị đẩy lùi sâu vào rừng U Minh khi chiến dịch kết thúc. Trận đánh lớn như vậy tất nhiên là chiến trường tàn cuộc phải tàn tóc, sự chết chóc và thương tật cả đôi bên phải nhiều. Tâm trạng của Tướng Hưng trong hoàn cảnh tàn cuộc chiến đó, Tướng Hưng không biết chắc là trong thực tế mình thật sự là chiến thắng hay không. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe lệnh đầu hàng vô điều kiện của Dương Văn Minh, ông nói: "Thà chết chứ đâu thể bó tay trơ mắt nhìn việc cộng tràn vào." Vào khoảng 7 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tướng Lê Văn Hưng đã nhắn gọi vợ ông đến văn phòng làm việc tại Cần Thơ. Ông không hề nghĩ tới việc diễn kiến và thảo luận với một giới chức Việt Cộng tên là Hoàng Văn Thạch để bàn giao vùng Hậu Giang cho Cộng sản. Ông không bỏ nước để thoát thân. Ông có trách nhiệm với những quân nhân đã dành mạng sống của họ ở vị trí trấn thủ. Ông đã ở lại bằng một sự lựa chọn vinh dự. Ông phải tự quyết định sinh mạng của mình. Ông nói, tôi bằng lòng chọn cái chết tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành, theo nước, chứ không thể bỏ dân, bỏ nước, trốn chạy cầu an. Khi vợ và các con bước vô phòng làm việc của ông, tướng Lê Văn Hưng trong bộ quân phục nghiêm chỉnh vẫn còn trên người, nói lời chia tay và cúi xuống hôn từng đứa con. Bên ngoài văn phòng, nhiều sĩ quan và binh lính thuộc cấp lần lượt kéo tới, đứng xếp hàng ngoài sân, chờ đợi lệnh. Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố việc chiến đấu đã chấm dứt. Ông nói, nước đã mất là do lãnh đạo kém tại Sài Gòn. Và xin thuộc cấp tha thứ lỗi của ông nếu như cá nhân của ông đã có những lầm lỗi nào đó. Tôi chấp nhận cái chết, vĩnh biệt các anh em. Tướng Hưng nói dứt câu đưa tay lên chào và bắt tay từng người một. Ông yêu cầu mọi người ra về và chỉ một mình bước vô phòng làm việc chỉ trong khoảnh khắc sau đó một tiếng súng nổ vang lên đằng sau cánh cửa. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã dùng viên đạn cuối cùng của mình để tự sát, kết liễu cuộc đời mình vào lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ông mới 42 tuổi. Ông được an táng tại khu đất của gia đình trên đường Nguyễn Viết Thanh, thuộc thị xã Cần Thơ. Kính thưa quý vị, đúng như câu dân gian thường nói về những vị dũng tướng. Sinh vi tướng, tử vi thần. Và chuẩn tướng Lê Văn Hưng là một vị thần tướng, đã theo gương tiền nhân, bảo toàn khí tiết. Ông đã nằm xuống không phải vì ông hèn nhát, mà ông nằm xuống vì muốn bảo toàn sáu chữ mà ông đã từng mang trên người, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của một người lính lên hàng tối thượng cũng như lý tưởng cao đẹp của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từ bỏ cuộc sống của họ cho đất nước. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã để lại bao núi tiếc thương trong lòng mọi người vào những ngày cuối tháng tư đen tại Cần Thơ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin được tạm ngừng. Thanh Trúc sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.